Huawei vẫn vượt Samsung thành số một thế giới. Bất chấp lệnh cấm từ Mỹ, được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến doanh số và khả năng phát triển của Huawei trong mảng di động, một số vẫn tin rằng hãng có thể vượt Samsung trong năm 2019 để trở thành hãng di động lớn nhất thế giới dựa trên những số liệu gần đây. Tăng trưởng Q1 năm 2019 mạnh hơn bao giờ hết, các đối thủ đều trượt ngã. Một vài tuần trước. Cả hai tổ chức nghiên cứu thị trường nổi tiếng là IDC và Strategy Analytics đều đã công bố những kết quả đánh giá thị phần điện thoại toàn cầu của họ. Nổi bật nhất trong danh sách không ai khác chính là Huawei, với bước tăng trưởng ngoạn mục so trong một khoảng thời ngắn. Cụ thể, báo cáo từ IDC cho biết thị phần quý 1/2019 của Samsung ở mức 23% so với 19% của Huawei, trong khi Strategy Analytics ghi nhận tỷ lệ này là 21,7% so với 17,9%. Điều quan trọng đó là Huawei đang có được một xu thế tăng ấn tượng, hơn 50%, còn các đối thủ cạnh tranh khác như Samsung, Apple đã cùng nhau sụt giảm. Từ việc kém Samsung tới 10% thị phần vào Q1 năm 2018, giờ đây hãng chỉ thấp hơn 4% và bỏ xa Apple. Niềm tin từ thị trường trong nước Mặc dù lệnh cấm của Mỹ dành cho Huawei được cho là sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, điển hình như Google rút giấy phép quyền sử dụng Android, Qualcomm, Intel ngừng cung cấp chip xử lý nhưng lệnh cấm này hiện đang tạm thời được hoãn lại trong 90 ngày và hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo những biến chuyển của cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung. Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng các dòng smartphone của Huawei vốn đã ra mắt như P30, P20, Mate 20 sẽ vẫn được sử dụng hệ điều hành Android một cách bình thường. Giá bán của những dòng sản phẩm này đang xuống thấp do tâm lý bất an của người tiêu dùng. Song, ở chiều ngược lại sẽ là cơ hội cho những người khác được sở hữu flagship cao cấp với đầy đủ các tính năng thời thượng với một mức giá tầm trung. Tại thị trường Trung Quốc, doanh số Huawei thậm chí tăng 130% trong 3 ngày từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, tức ngay sau khi Mỹ ra lệnh cấm. Đây được xem là động thái ủng hộ thương hiệu gà nhà từ đất nước tỷ dân, cũng là một trong những thị trường di động lớn nhất thế giới. Một vài tờ báo quốc tế tin rằng nếu họ tiếp tục ủng hộ Huawei, rất có thể hãng điện thoại Trung Quốc sẽ tạo nên một kịch bản không tưởng là vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trước khi đón nhận những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường quốc tế vào cuối năm này. Nguyễn Nguyễn